diện bikini và thể hiện động tác tập gym squat ngay trên bờ biển. Lê Bống khiến dân tình ngạc ngửa, hết lời góp ý. Lê Bống là hot streamer, hot tiktoker, nằm trong top nhận được nhiều lượt quan tâm theo dõi trên mạng xã hội hiện nay. Tuy nhiên, cô nàng cũng thường xuyên trở thành tâm điểm của những vụ lùm xùm, tranh cãi trái chiều vì cô thời trang gợi cảm quá đà, ăn mặc không phù hợp với những nơi đông người, không gian công cộng. Mới đây, khoảnh khắc tiktoker này diện bikini tập squat trên biển nhận nhiều lời khen chê của cộng đồng mạng, mà phần lớn là những ý kiến chỉ trích vì bộ đồ bơi quá hở bạo, đồng thời các động tác của Lê Bống dễ gây gai mắt người nhìn. Trước đó, cô còn đăng tải hình ảnh bán nude, khoe khéo phỏng lưng ong đuột nà. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cô nên hạn chế chia sẻ những hình ảnh này. Đặc biệt, Lê Bống còn đang tham gia cuộc thi Hoa hậu thể thao, điều mà bất kỳ thí sinh Hoa hậu nào cũng phải tiết chế để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như kết quả của cuộc thi. Chưa kịp hết sốc vì những hình ảnh phản cảm trên, ngay sau đó, một đoạn clip khác cũng được chính hot tiktoker này chia sẻ trên trang cá nhân. Với bộ đồ bơi hở bạo, cô nàng vẫn tự nhiên nhún nhảy và thể hiện sự tự tin trước camera. Điều này càng gây tranh cãi và vấp phải ý kiến trái chiều từ nhiều cộng đồng mạng. Cách đây không lâu, nàng hot tiktoker cũng từng gây chú ý khi xuất hiện trên nhiều chương trình cổ vũ bóng đá của đài truyền hình Việt Nam. Khi là khách mời trong nóng cồn Euro, cách ăn mặc của cô cũng khiến bị chỉ trích nhiều lần. Cô thường chọn những trang phục bó sát để tôn lên số đo 3 vòng. Điều này làm nhiều khán giả cảm thấy ngao ngán, khiến cô nên lựa chọn đồ phù hợp. Không những ở những nơi như bãi biển hay trên truyền hình, trước đó Lê Bống còn gây ra tranh cãi khi mặc trang phục không phù hợp cùng tạo dáng phản cảm trong lúc đang ở chùa. Có thể thấy cách tạo dáng như nhân vật trong phim hoạt hình Kung Fu Panda của Lê Bống cũng bị ném đá vì hoàn toàn không phù hợp ở nơi linh thiêng. Cô nàng nhấc một chân lên cao để lộ phần đùi cũng như cổ chân hớn hình trong khung cảnh chùa chiền. Bên dưới đó, một số cộng đồng mạng để lại bình luận có ý kiến chê trách Lê Bống trong việc lựa chọn trang phục và tạo dáng ở nơi thanh tịnh. Mặc váy hở với ngắn quá, nhìn rất phản cảm nơi chùa chiền, mong Bống để ý vấn đề này. Ủa bạn đi chùa mà sao bạn thấy hành động gì lố lăng vậy? Tạo dáng kiểu chẳng liên quan gì nữa chứ, chẳng cái ý thức. Đây có phải là lần đầu tiên người ta nhắc nhở chị chú ý ăn mặc khi đi chùa đâu, thế mà vẫn mặc vậy, chẳng hiểu sao. Khi hình ảnh trở thành chủ đề gây ra tranh cãi trái chiều, Lê Bống đã lên tiếng phân trần. Bống tạo dáng chụp ảnh cho giống Kung Fu Panda thôi, thực ra cái váy nó dài đến mắt cá chân, mọi người thông cảm cho em. Lời giải thích của Lê Bống vẫn vấp phải sự không đồng tình của một số bộ phận cư dân mạng. Nhiều người đưa ra ý kiến Lê Bống vẫn nên nhận sai vì hành động tạo dáng chụp ảnh như thế ở nơi chùa chiền vốn không được khuyến khích. Hơn thế, với người sở hữu tài khoản mạng xã hội TikTok với 6 triệu lượt người theo dõi như Lê Bống, việc làm này của cô có thể tác động đến các fan chưa đủ chín chắn trong suy nghĩ, gây ra hệ lụy. Cũng vì tình trạng nhiều du khách, người tham quan cố tình mặc trang phục không phù hợp, làm ảnh hưởng đến cảnh quan, không khí nơi chùa chiền. Nhiều nơi như chùa Bầu, chùa Ninh Tảo, Hà Nam hay chùa Linh Quy Pháp Ấn đều đặt biển thông báo các loại trang phục không được phép khi mặc khi vào khu vực tôn nghiêm hoặc chuẩn bị sẵn áo khoác, váy dài cho khách. Dù phổ biết từ trước đến nay Lê Bống có nhiều sở thích chụp ảnh táo bạo, nhưng nhiều người còn cho rằng cô nàng nên tiết chế lại việc ăn mặc sao cho phù hợp với từng nơi, lại cần thêm cách hành xử pose dáng cho đúng để thực sự không ảnh hưởng hay gây phản cảm. Với gương mặt xinh đẹp, số đo 3 vòng lý tưởng và tài năng của mình, nếu như có sự tích cực thay đổi hơn trong cách chọn trang phục thì hẳn cô nàng sẽ nhận được nhiều sự yêu quý hơn nữa.